Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với vlog tiếp theo của kênh Bản đồ Official. Ở VN này mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn cách về xử lý một cuốn tài liệu mà khách hàng đưa cho mình, phô vừa ruột vừa bì, mà chúng ta sẽ xử lý làm sao phô cho nó vừa đẹp, vừa canh được lề đóng và một cuốn tài liệu ra cho nó hoàn chỉnh. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái cách mà mình hay làm ở đây nhé. Đây, bây giờ các bạn thấy trên tay mình là một cuốn tài liệu của khách hàng đưa cho mình photo. Tuy nhiên các bạn sẽ thấy là ở đây các bạn thấy không? Ở đây là một cái lề gáy mà người ta phô nó hơi sát, nên là khi mà đóng á, thì các bạn sẽ thấy nè, cái lề nè nó hơi sát, mà nhưng mà khi phía bên này á, các bạn sẽ thấy nó còn hơi bị nhiều. Nhưng mà cái này người ta cái chỗ photo trước á, thì người ta xử lý không có tốt, nên là người ta đóng, các bạn sẽ thấy đây nè, cái bì nó giống như cái lề đóng nó rất là sát với trong cái phần gáy luôn. Do đó là hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn về cái cách xử lý mà đưa cái tờ này ra, đưa cái phần nội dung này cho nó xịt qua bên phía này, phía lề này, và đưa cái phụ nội dung cho nó xịt ra, để khi mà cái cuốn tài liệu chúng ta đóng làm sao á, mà cái gáy á, nó sẽ chừa ra, nó chừa một cái khoảng rộng ra để chúng ta cho khách hàng vừa dễ đọc, và chúng ta sẽ làm một cuốn tài liệu đó là nó sẽ hoàn thiện và nó sẽ ưng ý nhất. Rồi sau khi mình gỡ gáy đồ ra thì mình sẽ bóc tách. Mình sẽ bóc tách từng tờ ra thế này, mức mục đích là để khỏi keo nó khỏi dính. Các bạn sẽ thấy ra đây nó có một cái lớp keo nè, thì mình mục đích mình bóc tách như vậy thì để các cái lớp keo nó khỏi dính hai tờ với nhau. Bóc tách thô trước để sau khi mình chạy thì nó sẽ không bị dính, và mình sẽ tách thì nó dễ hơn và nó sẽ kịp cái tốc độ của máy chạy. Đối với về cái khu vực mà để mình chạy giấy thì mình sẽ chọn khe một, tức là mình sẽ chạy ruột, và khe hai mình sẽ chạy bì. Thì đối với khe một thì các bạn chỉ cần mở ra, các bạn bỏ giấy vào thôi là chúng ta xong. Còn đối với khe hai thì chúng ta vẫn như thường lệ là các bạn sẽ chỉnh từ cái thông số dọc và thành thông số ngang, và như đây là mình đã chỉnh xong số ngang rồi. Và sau đó các bạn kéo cần thước lên sao cho cái ở trên mặt kính nó sẽ báo về kích thước của ngang thế này, nó cũng giống tương tự như khe một. Và sau đó chúng ta sẽ tiến hành setup trên phần máy. Để mà chạy cho một cuốn tài liệu nó không từ cái khay này nó chạy khay này, khi mà cái khay một nó hết, nó không có chạy qua khay A4 nó chạy tiếp, thì các bạn nên làm thêm một cái thao tác, đó là các bạn khóa khay giấy lại. Thì để khóa khay giấy lại, các bạn vào trong USTool, các bạn vào trong cái setting, các bạn vào trong cái tray paper, rồi sau đó các bạn bấm nét xuống đây, thì các bạn sẽ thấy là chạy một, khi hai, khi ba, các bạn bấm chạy một ha. Thì ở đây á, ở đây phía bên đây nè, các bạn sẽ thấy lúc đầu bình thường á, thì nó sẽ như thế này nè, nó sẽ copy thành hai size ha, nhưng mà nó tự apply auto wiper slip, tức là khi đó là nó sẽ tự động, khi mà hết giấy á, thì nó sẽ tự động nhảy qua những cái khay giấy nào mà nó cùng loại của nó, ví dụ như khi hai. Ví dụ như khay 2 thì nó sẽ nhận ở khay 2, do đó các bạn sẽ bấm no, bấm no đây, sau đó bấm ok. Rồi đối với khay 2 cũng vậy, các bạn vào khay 2 các bạn cũng chọn vào no, cũng chọn vào no, sau đó chúng ta sẽ bấm ok, rồi chúng ta sẽ bấm edit, chúng ta ra ngoài. Thì khi mà chúng ta cài xong rồi á, chúng ta khóa khay thì các bạn sẽ thấy trên đây nó có hai cái biểu tượng của cái chìa khóa nè. Thì khi với mục đích của cái khóa khay này thì nó sẽ giúp cho chúng ta khi mà lỡ mà mình làm công việc gì mình quên á, mà chạy nó hết giấy thì nó sẽ dừng, nó báo là hết giấy chứ nó không chạy tiếp tục qua khay 2 nữa. Do đó sẽ có những cái trường hợp khi mà các bạn không khóa giấy không khóa khay giấy thì nó sẽ từ khi mà nó hết khay 2 thì nó sẽ chạy qua luôn khay bì, tại vì khay bì ở khay xin lỗi các bạn là từ ở khay 1 là phần giấy phần ruột của nó sẽ chạy, sau đó hết thì nó sẽ chạy luôn cái phần giấy của khay bì. Do đó có một ở video trước á, mình cũng hướng dẫn các bạn về cách này, nhưng mà mình chưa có hướng dẫn các bạn về cái khóa khay này. Do đó có một số bạn đã comment với mình là tại sao khi cùng một làm vậy thì giấy từ khay này nó khi mà hết giấy khay này nó qua cái giấy khay bì nó chạy luôn. Thì hôm nay mình ở video này, nếu mà những cái bạn nào đã có hỏi mình những cái vấn đề đó thì hy vọng những video này các bạn sẽ đọc được, các bạn sẽ thấy được, và các bạn sẽ bổ túc thêm những cái phần nào mà mình chỉ còn thiếu ở video trước. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho tất cả các bạn nha.
Đối với phần máy, khi mà các bạn thấy cái tài liệu nó có một cái nó như thế này nè. Đây, cái tài liệu này mình sẽ thử một trang đầu trước. Mình sẽ thử một trang đầu trước thì các bạn sẽ thấy bên đây nè. Cái lề gáy này là gáy lái đóng, người ta bỏ hơi sát, còn phần này thì quá dư quá nhiều mà chúng ta không đưa vào. Thì bây giờ hôm nay mình sẽ đưa cái đó ra. Thì để đưa cái này ra thì trước tiên là các bạn sẽ setup trên phần máy. Thì đầu tiên để chạy vừa vừa phần ruột phần máy đối với một số cái tài liệu mà lề nó đã canh sẵn, nếu mà cái lề bên đóng gáy này nó rộng như lề này thì mình không cần phải làm cái bước này. Còn nếu mà cái này mà nó cái tờ da cái tài liệu này mà nó đang hiện tại bây giờ như vậy, thì bây giờ các bạn đầu tiên các bạn sẽ thấy trên màn hình như thế này, và các bạn vào trong cái thằng Edit Bitmap, phần Edit Bitmap các bạn chọn vào đây nha, Edit Bitmap nè. Rồi sau đó các bạn chọn vào Asin Assessment. Rồi các bạn khi mà đối với mặt hai mà các bạn muốn đưa qua phía bên đây thì các bạn phải chọn về phía bên đây nè, tức là bên phần này ha, phải trái, bên phần phải trái thì mình đưa nó về phần phải nhiều hơn, tại nó là đang nằm phía trái mà, mặt hai đang nằm phía trái thì mình đưa này về phải hơn. Các bạn bấm đây, thông thường mình ở đây mình đối với cái lệ như vậy thì mình hay chọn đứt số 8, số 8, sau đó các bạn bấm OK. Rồi sau đó các bạn sẽ chọn hai mặt, chọn hai mặt, sau đó các bạn chọn vào cái thằng Special Ordinal nè, Special Ordinal các bạn bấm vào, sau đó các bạn bấm vào thằng Bắt, các bạn bấm OK. Rồi các bạn chỉnh độ đậm lợt, sau đó sau khi mà chọn này xong, bạn bấm sau khi các bạn bấm OK xong, các bạn chọn số bộ. Ở đây mình sẽ chọn 30 bộ mình cần chạy. Đối với 30 các bạn sẽ bấm vào số bộ này, cái này chi bộ phần short tức là 30 bộ. Đây là cái phần setup để cho máy nó chạy, và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta chụp. Rồi bây giờ khi vào phần chụp á, là mình sẽ chụp cái bì trước. Thì các bạn biết cái bì, đối với cái bì á, mà chụp mình sẽ chụp ở trên cái khay mặt kính này, thì đối với cái bì là ở khay 2, khay 2 thì mình chọn ở khay 2 ha, mình chọn hai mặt ha. Thì đối với cái bì á, thông thường á, là mình hay chụp mình để vậy đúng không? Thì nhưng ở đây á, mình ở chụp mặt kính này thì mình sẽ bỏ ngược lại cái đầu như thế này. Mình bỏ ngược về phía cái đầu về phía mình lại, để chi khi mà chập nửa mình sẽ bỏ là mình chạy trên nước hai đéo cái ruột là chập nửa nó ra xa, nó sẽ đồng thuận với cái đầu để mình khỏi mất công mình xoay trở đúng không. Rồi bây giờ mình bấm đầu tiên là mình bấm chọn mặt thứ nhất, rồi sau đó mình sẽ tiếp tục mình để này, mình để không miếng giấy trắng gì đó, mình để cho nó mình âm hết mực xuống, tại cái mặt thứ hai nó sẽ không có mực gì hết, nó sẽ cho chạy trước cái bì. Rồi sau đó về phần ruột, đây là về phần ruột nè các bạn, là bỏ cái đầu á về phía mình lại, cái đầu này chúng ta về phía mình này, sao bỏ vào chúng ta căn chỉnh. Đối với cái phần ruột chúng ta sẽ chạy ở trên cái bộ phận giấy ở khay 1, tức là thì mình sẽ chọn qua khay 1, mình sẽ chọn cũng chọn hai mặt ha, khay 1 chọn hai mặt, rồi sau đó chúng ta sẽ nâng lại lên ở cái mức mực sao cho nó phù hợp, và chúng ta sẽ chạy. Bây giờ chúng ta sẽ tay ha, chúng ta sẽ gỡ cái video trước mình đã nói rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ tải như thế này, rồi sau đó các bạn bấm Start. Đó. Các bạn để cho nó chạy hết thì chúng ta sẽ kiểm tra lại nè. Cặp nữa các bạn sẽ kiểm tra là nó sẽ coi thử cái lề nó có đúng chưa. Đối với tất cả các tài liệu nhận thì các bạn phải trước tiên là các bạn phải kiểm tra trước, làm cái gì các bạn cũng phải kiểm tra, kể cả tài liệu cuốn, tài liệu photo chụp từng tờ hay tài liệu nhiều cái mẫu tờ hỗn hợp mà khác nhau thì chúng ta cũng đều phải kiểm tra để coi cho cái mức độ của nó như thế nào, sau đó là chúng ta mới nhận. Có nhiều lúc là cái những tài liệu người ta đem tới các bạn sẽ thấy là cái tài liệu nó rất là nhào nát, chúng ta không thể nào mà chúng ta chụp được, hoặc là những cái tài liệu gốc của chúng ta rất quan trọng, hoặc là những cái tài liệu mà nó nhào nát quá, tài liệu gốc thì chúng ta sẽ, nếu mà chúng ta chụp không được, chúng ta cảm thấy có mức độ an toàn của tờ giấy nó không có thì chúng ta sẽ không có chụp.
Khi mà các bạn xử lý thành thạo về những cái thao tác như thế này, thì các bạn chạy một bộ tài liệu hoặc là nhiều bộ tài liệu mà vừa ruột vừa bì của nó, thì nó sẽ giảm được cho chúng ta rất là nhiều thời gian để chúng ta phải ngồi, chúng ta xếp từng bộ, sau đó chúng ta phải xếp bì đồ vào. Thì chúng ta với chạy làm bằng cách này thì chúng ta sẽ chạy nó nhanh hơn, cái thời gian làm hoàn thiện cái công việc của mình nó nhanh hơn. Do đó là các bạn khi mà các bạn nhận tài liệu thì các bạn nên coi thử ấy, và sau đó chúng ta sẽ tiến hành những cái cách như thế này đối với số lượng nhiều hoặc là những cái tài liệu mà khách hàng cần đưa với số lượng gấp, thì các bạn nên chuẩn lý mình nghĩ cách này nó sẽ hay hơn. Rồi sau khi cái phần ruột nó chạy xong, tức là chúng ta sẽ còn một cái bì ở phía sau nữa. Các bạn sẽ thấy nó sẽ còn một cái bì ở phía sau, đúng không? Ở đây một cái bì dày, phần ruột đây, và còn một cái bì sau nữa. Thì chúng ta sẽ dùng một tờ giấy trắng, hoặc là nếu mà các bạn cái nắp của các bạn nè mà nó không bị dơ bị gì hết á, thì các bạn có thể đậy xuống các bạn chạy. Còn nếu không á, ở đây cái nắp của mình nó bị một số phần đứt, thì mình sẽ dùng xung một cái tờ giấy trắng không, mình lắp lên trên đây. Và sau đó mình sẽ chọn về lại ở khay 2, tức là cái bì là đang nằm ở khay 2, do đó mình sẽ chọn về lại ở khay 2. Sau đó chúng ta bấm vào khay 2. Tiếp tục, đối với cái bì phía sau không, nó sẽ không có một cái phần chữ gì hết, do đó chúng ta sẽ hạ mực hết luôn. Hạ mực xuống hết và chúng ta sẽ bấm lần thứ nhất. Và sau đó chúng ta sẽ bấm lần thứ hai nữa, thì nó sẽ ra một cái bì giống hai mặt. Rồi. Sau khi chạy ra như thế này, thì các bạn sẽ coi mình kiểm tra lại nè. Các bạn sẽ kiểm tra lại. Thì ở đây là cái đầu trên, thì cái phần tài liệu thì nó cũng trùng đầu với nhau và nó cũng đúng. Đúng không? Nó cũng đúng nè. Cái thứ hai, cái thứ ba là các bạn sẽ coi cái phần gáy lề nè. Phần gáy lề. Tức là các bạn thấy hồi nãy những cái phần này nè, những cái phần này là nó sát về đây, và bây giờ mình đã lệch nó qua bên đây rồi. Lệch qua bên đây rồi. Thì các bạn sẽ thấy là đó. Đây. Thì khi mà chúng ta làm vậy, chúng ta canh chỉnh xong, chúng ta chạy vậy, thì chúng ta đã xử lý xong một cái phần tài liệu mà đã chỉnh lại, dịch cái bản chụp qua để cho một cái cuốn tài liệu nó hoàn chỉnh. Rồi sau đó bây giờ chúng ta chỉ cần bấm và chúng ta chạy theo đúng cái số bộ của khách hàng đặt, là chúng ta xử lý xong công việc. Rồi sau đó chúng ta đóng gáy và hoàn thiện cho khách hàng. Đây là mỗi cuốn sau khi chạy xong là mình đóng gáy, và các bạn sẽ thấy nè, đây cái lề gáy nè, bây giờ nó sẽ rất là thoải mái, đúng không các bạn thấy? Các bạn thấy rất là thoải mái. Chúng ta đóng như thế này chúng ta rất là thoải mái. Chúng ta đã dịch được cái bản phô ra rất là nhiều. Cũng có thể là khi mà các bạn chạy thì các bạn hãy canh thêm. Còn đối với một số ví dụ như tài liệu mà khi các bạn canh ra tới phần này là nó thấy nó hết rồi, ở mức độ an toàn thì chúng ta không thể nào canh được, và chúng ta sẽ chấp nhận những cái lề nó vừa đủ như thế này. Đồng ý là mình sẽ xịt ra, nhưng mà mình phải coi được cái lề. Ví dụ như khi mà chúng ta mà dịch ra nó quá thì nó sẽ coi chừng là nó sẽ bị mất chữ cái phần này. Do đó các bạn chú ý. Rồi video chia sẻ của mình tới đây là kết thúc. Hy vọng nó sẽ giúp ích được rất nhiều cho tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn tiếc gì, các bạn hãy bấm vào một like để ủng hộ tinh thần cho video nhé. Còn nếu các bạn nào thấy video có hữu ích cho những cái bạn mới vào nghề, hoặc là những trong việc mọi người, thì các bạn hãy share video này lên tất cả các trang mạng hoặc là trên những cái trang cá nhân của tất cả các bạn, để khi những bạn bè hoặc là những đồng nghiệp có thể là người ta sẽ thấy được video này, và chúng ta họ sẽ có được thêm một chút kinh nghiệm của mình để họ xử lý tài liệu. Nếu các bạn nào mới vừa ghé qua kênh Bado Official thì các bạn hãy đăng ký kênh, ủng hộ kênh Bado Official, và hãy nhấn vào biểu tượng quả chuông. Khi mà mình đăng những video mới lên thì bạn là người đầu tiên nhận được thông báo và theo dõi những video chia sẻ về kinh nghiệm lĩnh vực in ấn và photo. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật là hiệu quả và thành công trong công việc thật là đắt khách. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.